Sau đó tiên xin chào các bác đam mê săn bẫy nhá. Hôm nay là ngày rằm rồi các bạn. Rằm đúng 15 rằm. Thì ngày mai là 16 bắt đầu em xuống lưới rẽ giun. Thì trước khi xuống lưới rẽ giun thì hôm nay em cũng giới thiệu với bác một cái sản phẩm, đó là lưới chuyên dụng để bẫy rẽ giun. Thì trước khi đi chi tiết về sản phẩm và báo giá công khai thì em cũng xin nói qua về cách thức mua bán giao dịch. Khi các bác mua hàng được nhận hàng, kiểm tra hàng xong phải thanh toán nhá. Thì sau đây em sẽ đi chi tiết về cái lưới rẽ giun này. Đối với dòng lưới rẽ giun này nhá, thì nhà em có mắt 7, mắt 8 này, sợi cước của nó là sợi cước 15 này. Hàng này thì bao chuẩn, bao chất lượng cho các bác luôn. Hàng này là hàng tàu loại 1 nhá, tàu loại 1 luôn. Hàng đối với hàng này nhá các bác nhá, khi các bác mua hàng được nhận hàng, kiểm tra hàng xong rồi phải thanh toán này. Dòng lưới này nhá các bác nhá, tỷ lệ chạy mắt cực kỳ ít, nó không như là dòng lưới rẻ tiền. Dòng lưới rẻ tiền thì tỷ lệ chạy mắt nó lại nhiều hơn. Các bác nhìn thấy em căng không, hơi bị nún tay luôn, nhưng mà không hề chạy mắt nhá các bác nhá. Tỷ lệ chạy mắt cực kỳ ít luôn. Nói chung là tỷ lệ nó vẫn có, chứ không phải là không có, chứ không phải là em bảo hành lưới là không chạy mắt, chứ không ai dám bảo hành lưới là không chạy mắt đối với dòng lý tàu loại 1 này các bạn. Dòng này là hàng cao cấp nhất trên thị trường bây giờ. Rất ít người làm lưới rẽ giun hàng cao cấp này của nhà em nhé. Tại vì là em cũng xin nói này, hàng này là hàng buồm vàng loại 2. Nó không như dòng lưới cá thu hoặc là dòng lưới thuyền buồm. Đối với dòng hai dòng lưới đấy thì nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ rẻ hơn được mấy chục nghìn. Đối với anh em mình mấy chục nghìn thì đi đánh mất mấy con chim là cũng là quá phí rồi. Thì là mấy chục nghìn chỉ một vài con chim là đủ một tay lưới ngon thôi. Nên cũng khuyên anh em nên mua lưới ngon đánh, chứ không đánh lưới rẻ tiền nữa các bạn. Đối với dòng lưới rẽ này anh em có thể đánh được cả te này, cả chân hương này, cả rẽ này. Riêng dòng rẽ, te, chân hương thì bao chất bao chuẩn cho các bác luôn. Dòng lưới này mắt 8 của nó là mắt 8, mắt 7 của nó là sợi 15, cao 75 mắt. Chiều dài thì tùy các bác, khi các bác mua hàng các bác có thể đặt hàng tùy theo chiều dài cánh đồng của các bác. Các bác đặt như nào em Tuyên sẽ làm cho các bác như vậy, làm đúng chuẩn số mét, đúng kích thước cho các bác luôn. Hàng này của nó là 4 dây 3 túi thắt một đầu nhá các bác nhá. Cũng rất nhiều bác hỏi là tại sao lưới rẽ lại cứ thắt một đầu, hoặc là lưới vạc làm lại thắt một đầu. Bởi vì là lưới rẽ hoặc là lưới vạc thắt một đầu thì độ tàng hình nó sẽ cao hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là nó sẽ ít dây giường đi. Đấy, ví dụ các bác làm 5 dây 4 túi nó nhiều dây giường hơn thì nó sẽ lộ hơn. Mình làm 4 dây 3 túi thì nó sẽ đẹp hơn và độ tàng hình nó cực kỳ cao. Đối dòng lưới rẽ này toàn bộ là mắt dọc hết các bạn. Tại sao làm mắt dọc? Bởi vì là làm mắt dọc thì độ tàng hình nó sẽ tàng hình cao, chứ không làm mắt ngang. Làm mắt ngang thì nó sẽ tối lưới hơn. Và lưới này thắt thì nhà em đã thắt một đầu rồi, đảm bảo chất lượng uy tín cho các bác luôn. Khi các bác mua hàng đánh bao phê bao thích cho các bác luôn, các bác không phải lo về cái sản phẩm lưới nhà em nhé. Rất nhiều bác dùng sản phẩm nhà em rồi, lưới loa đài âm ly nhà em bán đều có bảo hành cho các bác luôn, chứ không phải là ví dụ là hàng gửi đến tay các bác có thể là bị lỗi. Ok, lỗi các bác không thông cảm được thì có thể gửi lại em Tuyên sẽ đổi cho các bác tay mới hoàn toàn miễn phí, không mất thêm một cái gì cả. Các bác yên tâm khi dùng luôn, không phải lo nhá. Toàn bộ giường là nhà em chạy giường cước đúc này, giường cước đúc giường số 8 nhé các bác nhá. Đấy, toàn bộ giường số 8 này. Hàng này thì bao chất bao xịn sò cho các bác luôn. Cước này là cước xịn nhé, cước chứ không phải cước trắng loại rẻ tiền đâu nhá. Cước giường mà khi các bác căng lên ý, phải kéo lại nhiều nhiều lần ấy, đấy là cước giường rẻ. Cước giường rẻ đấy thì nó giãn cực kỳ nhiều các bạn. Còn cước giường đắt này nó giãn cực kỳ ít. Anh em chỉ căng lên một lần, kéo thật căng lên cho em. Lưới rẽ các bác kéo căng đét hết cỡ lên cho em. Căng lên sau để nó trùng ra là vừa. Trùng ra là anh em mình đánh vừa, sau đánh lên giữa vụ thì anh em lại kéo lại lượt nữa là ok, đánh hết vụ. Có nghĩa là mình phải kéo lại một lần các bạn là ok luôn, chứ không phải kéo lại nhiều lần đâu. Đấy, bác nào cần cái sản phẩm lưới rẽ này, lưới chim đêm này cứ liên hệ em Tuyên nhá. Số điện thoại thì em sẽ để bên dưới video cho chủ động liên hệ. Giá của nó là 400.000, em Tuyên bao ship 100m đến tận nơi nha các bác nha. 100m lưới rẽ này 400.000 bao ship đến tận nơi. Bác nào cần cứ để lại số điện thoại hoặc alo trực tiếp cho em. Nhà em sẽ alo lại cho các bác để cho các bác chốt đơn thành công. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bác video lần sau.